Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món nước là thanh mát và bổ dưỡng đối với những trời nắng nóng và giải nhiệt cho cơ thể. Đó là món nước nha đam nấu hạt chia. Nguyên liệu ở đây mình có chuẩn bị như là đây là 2 kg nha đam, 2 cây lá dứa, 300 g đường phèn, 40 g hạt chia. Để trước tiên thực hiện nước nha đam hạt chia thì bây giờ mình sẽ đi cắt nha đam để món nước nha đam nấu hạt chia của mình đẹp mắt hơn. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp cắt sợi và cắt hạt liệu luôn nha. Đây mình sẽ cho một thau nước nhỏ, mình sẽ cho mua một muỗng cà muối iốt, mình hòa tan để khi mà mình làm nha đam thì mình sẽ bỏ vào cái nước muối này thì nó sẽ không bị đắng nha. Sau khi mà mình đã cắt xong nha đam, bây giờ mình sẽ ngâm nha đam trong nước muối loãng này 15 phút nha các bạn. Sau khi mà cái nha đam của mình đã ngâm trong nước muối loãng 15 phút thì bây giờ mình sẽ đi rửa nha đam nha. Thì để rửa nha đam thì mình sẽ rửa vào một cái rổ sưa nha các bạn, cho cái phần mà nhớt của nó sẽ chảy đi đấy. Đấy. Và mình rửa dưới vòi nước nha. Khi mà sau khi mà mình đã rửa nha đam sạch nhất để cho nha đam khi mà nấu lên nó sẽ giòn, thì bây giờ mình sẽ đi trụng lại một lần nước sôi nữa nhé. Khi mà cái phần nước của mình đã được đun sôi thì mình cho cái phần nha đam vào nhé. Thì mình có chuẩn bị một ít nước lạnh và mình cho một cục đá, giờ mình vớt ra và mình cho vào cái chậu nước đá này nha. Đấy, khi làm như thế này thì mình sẽ khi nấu lên cái nha đam của mình nó sẽ rất chi là giòn nha các bạn. Khi mà mình đã cho nha đam vào nước đá thì bây giờ mình ngâm 5 phút và mình vớt cái nha đam này ra và mình để ráo nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi 2 lít nước và mình sẽ bỏ cái phần lá dứa này vào nha. Đây, sau khi mà cái phần nước lá dứa của mình đã sôi thì bây giờ mình sẽ cho đường phèn vào nhé. Vào nấu cho nó tan nha các bạn. Cái phần đường của mình đã tan thì bây giờ mình sẽ vớt cái phần lá dứa này ra nha. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần hạt chia vào nha. Đấy, khi mà cái hạt chia của mình bỏ vào được 2 phút thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phần nha đam của mình vào nhé. Đấy, khi mà cái phần nước của mình đã mấn sôi như thế này đã được rồi. Đấy, không cần là mình phải sôi sùng sục đâu nha. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Bây giờ mình sẽ để cho cái phần mà nước nha đam hạt chia của mình nó nguội. Và mình sẽ cho vào ly nha. Sau khi mà mình đã thực hiện xong món nước nha đam nấu với hạt chia thì rất chi là hấp dẫn nha. Đối với những trời nắng nóng như thế này thì các bạn hãy thực hiện một món nước thanh mát và bổ dưỡng để cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Video thực hiện món nước nha đam nấu hạt chia của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được các video mới nhất của mình nha.